Em đi đơn hàng cho khách nha anh em. Thì anh em đây em có Benthos để tạo chứa nước cho thức ăn tự nhiên cho cá nha anh em. Vitamin C với lại men tiêu hóa nha. Đây, men tiêu hóa anh em. Tiêu hóa tỏi nha. Rồi, giúp cá khỏe mạnh nha. Cá con nó giúp cá khỏe mạnh, cá chống sốc. Rồi. Anh em này có nhu cầu thì cứ liên hệ với em.